gặp anh em. Không nhớ lắm. Ra về hôm nay chắc khóc, gặp khóc luôn đấy anh nhỉ. Nên mấy lần trước gặp có khóc không ạ? Lần trước bác gặp bà gặp rồi, tôi nhớ bà. Nhớ. Bác sao? Bác gặp rồi khóc không? Không khóc. Hôm nay gặp một cháu bác sao? Rơi nệ. Người anh em của tôi. Nên mày đi vào cao mày cười cho nó. Chắc là chỉ được mua thằng vào thôi. Đã mua rồi bác. Cái trò trò cái gì kia hay sao? Cổng chỗ đấy nhỉ? Đi tù. Có cái trứng đâu. Đi tù. Cái nước xanh còn để ở trên. Hoàng ra rồi anh em ạ. Hoàng vừa đi vào thăm Giáp xong, cũng đi cùng bố Giáp đây. Về anh em nhá. Vâng, vâng. Với anh em thì tôi đã xích hẳn ra đây, anh ngồi nói chuyện. Xuống anh em. Xuống đây, đứng ở gió. Với anh em, ngồi hẳn luôn em. Ngồi xuống. Thì hôm nay anh em tôi có gọi là lên chỗ Giáp rồi anh em ạ. Lên thăm Giáp. Chỉ là thăm thôi anh em ạ, tại vì bây giờ Giáp phải xử nữa, xong rồi anh Giáp chắc phải 3, 4 năm thì mới về được nhà để quay cùng anh em tem cơ. Hôm nay tất cả anh em đây, anh em nào cũng lên gọi là lên thăm Giáp. Nhưng mà chỉ có được một mình tôi vào với cả bố Giáp thôi anh em ạ. Có 2 người được vào trong thăm thôi. Đấy, đây mình có mấy cái video gọi là mình quay được thì mình cho anh em xem. Ban chiều này. Đúng rồi. Còn và trong công an là chắc chắn là không được quay rồi anh em ạ. Mà quay được thì cũng bị
công an xử lý, tại vì trong cái đấy không đấy, ai nghiêm cấm rồi anh em ạ. Nghiêm cấm mà không ai được quay ở trong trại giam của anh em ạ. Anh em phải biết trong trại trong tù không mọi thiết bị không được hoạt động. Đấy. Chứ là anh em phải biết máy không quay, quay được. Đúng rồi. Đấy là cái luật của họ cho nên cho nên là tôi không tôi xin phép anh em là tôi không quay. Còn tôi với Giáp hôm nay có nói chuyện nhà thì tôi đã kể mọi người nghe. Thì hôm nay tôi với bố Giáp vào, còn mấy anh em ở ngoài cổng vào thì gặp Giáp, thì Giáp có khóc. Đây là tôi kể cho anh em nghe nhá, là tôi nói chuyện những cái gì ở trong đấy với Giáp. Nhiều cái bí mật thì tôi không tiết lộ được, kiểu riêng tư của hai anh em ấy. Thì Giáp có khóc, đấy tôi cũng kể luôn đây, mấy anh em cũng nghe luôn nhá. Giáp có khóc, bảo trong đây khủng quá mặt ạ. Bảo mấy anh em ở ngoài cố gắng đừng như thế. Long xích hẳn ở đây không mà chưa mất nghiệm. Đấy. Và anh em ở ngoài cố gắng không nghịch ngợm nữa. Vì một chút bốc đồng mà gọi là anh em hỏng hết anh em ạ. Đấy. Gọi là không được tự do, anh em phải biết một cái tự do ở ngoài đời nó cực kỳ là ở trong đấy lâu. Đấy Tuấn đi rồi Tuấn biết này. Tuấn cái mọi người xem ở trong đấy khổ không? Mùa này ở trong đấy nóng lắm. Nóng anh em phải hiểu. Giáp bảo liếc liếc ở trong đấy tắm anh em không được thoải mái. Đúng rồi. Giáp nó bảo với tôi là tôi bảo trong đấy khổ không mà. Đánh Giáp thì ở đấy nó còn phải mua mua chỗ kiểu như kiểu chỗ chỗ ở dựa trong đấy. Đấy. Dạng như thế. Mà nóng không không có quạt. Mà trời thì giờ này anh em phải biết cứ buổi chiều á nắng 32 36 độ. Buổi trưa. Buổi trưa mà không có quạt, anh em bây giờ ngủ điều hòa còn cảm giác chán, anh em phải biết như thế. Còn hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh em mà thôi anh em ạ, Giáp thì tôi cũng thăm rồi, Giáp nó bảo anh em ở ngoài cố gắng làm ăn để giữ mọi người yêu quý anh em ạ. Giáp bây giờ nó ở trong đấy khổ lắm, anh em đứa trẻ bây giờ như mình này, anh em cố gắng học học mà làm ăn chứ đừng đánh nhau các thứ. Từ lúc mà nó thoát cái boy phú và là bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đi tù anh em ạ. Anh em phải tự hiểu ra như thế. Tại vì là trước nó không nghịch như bây giờ đâu. Bây giờ nghịch thì quay TikTok bây giờ nghịch nhất, bây giờ nó loạn lắm anh em ạ. Đấy. Anh em tôi gọi là đi lúc chiều Giáp nó khóc sướt mướt, nó nhớ anh em. Anh em hiểu cái tự do nó quý lắm anh em. Bây giờ anh em đừng đi đâu, thích đi đâu thì đi. Mà nó ở trong đấy nó một phòng nhá, có nó bảo với tôi là một phòng tầm một phòng á tầm bé tầm bằng chừng nhà nhỉ, bằng cái phòng bếp đấy, kiểu không bằng được cái phòng bếp không được, cái bằng cái phòng bếp cơ. Nó không bằng cái phòng bếp nhà mình, bằng một nửa phòng bếp nhà tôi anh em ạ. Rồi ở trong đấy bé tí mà 10 người ở trong đấy, anh em phải biết là nó khổ nhà 10 người ở trong đấy. Mà nó bảo là ở trong đấy đánh thì không bị đánh là may rồi. Đánh tôi bảo Giáp là chế cho mày có bị đánh nhất thì không, bắt nạt không. Tôi bảo là tôi không đánh chúng nó thì may chúng nó lại dám đánh tôi. Nè buồn láo láo rồi. Nó bảo là bây giờ đánh thì không sợ, nhưng mà nó kiểu như nóng quá ở trong đấy, nó nóng nó bị nổi rôm như em bé ấy anh em ạ. Nó bị nóng quá nó nổi rôm khắp người, nó bị nổi lốt nóng ấy anh em, phải không? Đúng rồi. Rôm ở trong đấy rôm rôm kiểu nó kiểu dày di dít ấy, kiểu dày di dít ấy đấy, nó nhìn kiểu sợ kinh lắm. Mà dạy cũng chẳng nếu mà ở chạy tỉnh mình ấy thì nhà mình còn tiếp tế được, như ở trong ở Hưng Yên mình không quen biết ai nên là khó. Đúng rồi. Còn bây giờ anh em đấy cố gắng tầm 2 tháng nữa hoặc 1 tháng rưỡi nữa là tôi cả Long và Giáp và Sử là anh em được gặp nhau anh em ạ. Được gặp nhau thì tôi với Giáp và nói chuyện qua nói chuyện cho anh em rồi xem. Chứ lúc đấy hôm nay tôi lên gặp này, nói chuyện qua một bức kính mà ấy lắm anh em ạ, nói chuyện qua một bức kính mà qua kín qua điện thoại anh em ạ, nói qua cái điện thoại ấy anh em ạ, nó không được gặp trực tiếp, anh cầm tay cầm chân gì đâu đấy. Và tù khổ như thế đấy, cho nên là ok anh em đợi đến thời gian xử với tôi quay tiếp cho anh em xem nha anh em nhá.